lối vào căn nhà này. Nhà này cách cầu vượt Liên Xuân chỉ khoảng 500m thôi nhé. Đây là lối vào căn nhà nhé. Bây giờ mình sẽ tiến vào căn nhà này. Đường thông buôn bán. Rất vui được gặp lại quý chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu cho khách hàng một căn nhà một trệt một lầu cực đẹp, có diện tích là chiều ngang 4m và chiều dài gần 20m, tổng là gần 80m², có hướng tây, nằm sát ngay cầu vượt Linh Xuân Thủ Đức. Nhà này thuộc phường Linh Xuân Thủ Đức nhé. Như quý vị biết là quận Thủ Đức sắp lên thành phố Thủ Đức rồi. Đây là một vị trí đắc địa. Ngay đây. Con đường này rộng khoảng 6m. Ô tô di chuyển vào thoải mái nhé. Đây là con đường phía trước căn nhà này. Nhà này có hướng tây. Cửa chính ngoài đây được chủ nhà làm một lớp cửa sắt 4 cánh. Phía trên đã được chủ nhà hàn bao khung sắt đầy đủ hết rồi. Đây có một cửa sắt chắc chắn nhé. Cổng đây chủ nhà để một sân xe hơi cực rộng ở đây. Mình có thể để xe 7 chỗ, xe Innova thoải mái đây nhé. Không gian sân xe hơi. Nhà này đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi nha. Khách hàng chỉ việc mua dọn về ở thôi. Nhà sổ hồng riêng. Bây giờ mình di chuyển vào trong này. Trong đây mình có lớp cửa sắt 4 cánh và kính cường lực trong suốt nhé. Đây là lớp cửa thứ hai bảo vệ cho ngôi nhà mình. Di chuyển vào trong. Ở đây mình có bậc tam cấp được chủ nhà làm đá rất là đẹp. Phòng khách được chủ nhà lót gạch bóng kính loại 1, rất là cao cấp nha, giá gỗ luôn. Phía trên đây hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn led cũng như là quạt Panasonic nằm chính giữa phòng khách này. Bên hông tay trái mình đây có bức tranh mã đáo thành công này. Hai bên vách được chủ nhà trang trí các đường chỉ, đường gân rất là chắc chắn nhé. Hôm bên đây thì chủ nhà để trống luôn, để anh chị mình mua về. Nếu thích bức tranh gì thì có thể mua dán ngay không gian phòng khách bên tay phải mình nhé. Bây giờ mình di chuyển vào trong không gian trong này. Không gian trong đây mình có căn bếp cực khủng nhé. Ở đây có không gian rộng này. Mình kê bàn ăn rộng rãi thoải mái đây nha. Và có dàn tủ bếp bằng gỗ sồi cực lớn luôn. Hai bên. Căn bếp này chủ nhà đã ốp gạch lên tới nóc trần luôn rồi. Rất là sạch sẽ nha. Đây là một căn nhà cực đẹp tại Linh Xuân, Thủ Đức. Sát bên cầu vượt Linh Xuân, gần bệnh viện Hoàn Hảo. Đây có không gian kê tủ lạnh hai cánh thoải mái rồi nhé.
Dưới gầm cầu thang chủ nhà đóng một tủ nhôm đẹp ở dưới đây này. Đây có ba bức tranh đẹp. Di chuyển phía cuối căn nhà mình có giếng trời phía cuối nhé. Trên đây có giếng trời lấy sáng lấy gió tự nhiên trên đây này. Chậu rửa mặt. Nội thất cơ bản phòng vệ sinh này rất ok nhé. Ngang 4, dài gần 20, có hướng nam. Nằm ngay tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên nhé. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen kim sa, tay vịn bằng gỗ sồi và kiếng cường lực rất là cao cấp nhé. Quý khách hàng nào đang xem, nếu thấy căn nhà này đẹp hay thì hãy tặng cho mình xin một like nhé. Và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi, nhận được những thông báo, những video mới nhất mình đưa lên để cho anh chị mình tiện theo dõi nhé. Anh chị nào có nhu cầu xem căn nhà này thì hãy vui lòng liên hệ với số điện thoại của mình ở trên màn hình. Hẹn gặp mình ngay cầu vượt Linh Xuân hoặc là chỗ siêu thị Bixi, mình sẽ dẫn vào xem căn nhà này nhé. Hoặc là mình đang có lô đất tầm 420 thì có thể xây theo mẫu này. Mẫu này rất đẹp nha. Ngang 4, dài gần 20. Đúc một trệt một lầu đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu giá với giá là 3 tỷ 900 triệu đồng. Một mức giá rất mềm tại thành phố Thủ Đức. Phía cuối đây mình có giếng trời, cũng chỗ kê máy giặt, sân phơi ở đây. Công năng sử dụng căn nhà này gồm gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, phòng giặt. Đầy đủ hết nhá. Bây giờ mình di chuyển sang hai phòng ngủ tiếp theo. Đây là phòng ngủ thứ hai này. Đây là phòng ngủ thứ hai nhé. Bên đây mình phòng ngủ thứ ba cũng như ban công phía trước. Khách hàng mình xem hết video luôn nhé. Cửa chính của các phòng ngủ đều được chủ nhà làm bằng cửa gỗ sồi Nga cao cấp này, rất là đẹp nha. Tất cả phòng ngủ đều được chủ nhà đi đường âm máy lạnh cũng như hệ thống cáp net đầy đủ hết rồi. Di chuyển sang phòng thờ cũng như ban công trước. Ở đây mình có phòng thờ phía trước nhé. Lầu trên và lầu dưới, cửa chính đã được chủ nhà làm rèm cửa đầy đủ hết rồi nha. Đây mình có ban công phía trước này. Phía trước mình đây có kiếng cường lực cũng như là cửa kiếng. Ở đây có hai căn, chủ nhà đã bán một căn rồi, còn một căn cho quý anh chị mình lựa nha. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Nhớ đăng ký và xịt like để ủng hộ kênh mình nhé.
Mình xin được kết thúc video tại đây.